đây bữa nay xuống Bình Dương cái vườn mít này mình đặt cái tên là giường mít xấu nhất thế giới ở Bình Dương ở gần Bình Dương nên đi Bình Dương bán nước tương là cũng vừa rầu nói đùa vậy thôi như bữa nay nói tiếng Bình Định một chút xíu tại gặp ông chú là một người Bình Định ảnh coi ở trên kênh đó, kênh uh, YouTube của mình á rồi xong rồi cái anh đặt hàng anh đặt uh, cái gì uh, thằng bông cộng với siêu kích bông rồi anh về nó làm bông nó cũng ra bông á mà còn ra đồng loạt ra quá trời luôn anh ra nó xịt nó xịt cái kêu xịt nó ra nhưng mà con cái á, là mấy hôm nay á là nước ở đâu không biết quên đếm tiền điện hay sao em mới bơm nó hư không có tưới được nước cái là cây của anh đó là giờ nó đang cái vàng lá trơn à đỏ lá vô vàng khi khô vậy cái này nó thiệt với bà con luôn mà anh không có tiền trái gì anh để anh kêu không biết tiền sao hết xong sau một thời gian mà cũng thử nghiệm rồi mua siêu kích bông với thằng bông về phun rồi kích bông bông nó ra quá trời luôn thấy đang nuôi trái cái tự nhiên cái máy bơm mấy hôm nay hay là khu vực nắng ném quá nó không có nước không biết nữa mà còn thấy cây nó khô quét khô quê ăn thì bây giờ á bà con này vườn điệp thì mình cũng quay có một vườn xấu cũng quay một số anh em nói đừng quỷ mà lựa vườn điệp mày quay bữa nay có đấy bữa nay mới có cái vườn xấu xấu quay thể theo yêu cầu của quý vị anh chị các bạn ấy nó xấu nhất thế giới luôn thiệt trái này ông trái này, nó méo nó mó rồi cũng hình như chín rồi sao mà anh cũng không biết chín anh kêu chờ thôn chưa có lái tôi đi ngang mà tôi bê mùi mít nó thôn mà bà con biết rồi Ồ, cái vườn cái kiểu nói chung là chú cũng lớn tuổi rồi chăm này nó cũng không có cái kỹ thuật lắm từ giờ bà con chúng ta chăm theo kiểu truyền thống mà Đấy, nước thì không tưới thế nên là nó khô cay á mọi người đất rồi nó dễ đắt đâu không phải đất nó dễ mà nó khô đất luôn các bà con chúng ta này Rồi anh để cái vườn cái cây mít mít người ta này giá nó gần cỡ 6 bảy chục ngàn ký Mà anh chơi dày đây Bà con chúng ta thấy này Để khô luôn này Không có tứ không tắm gì hết Còn để nắng nó rọi vô là Nám chỗ này nám chỗ kia Cái này thiệt luôn Mùa trái mít này nếu mà chăm kỹ bán cũng được trăm ngàn hai trăm ngàn với trời ông thằng ơi luôn á mọi người nó thùng phức luôn mọi người ơi cái này thứ thiệt luôn anh kia anh không biết bây giờ không biết làm sao đó đây ở dưới bình dương nha anh em trồng cũng nhiều lắm chứ không phải trồng ít đâu không dám đưa tên không dám đưa anh lên màn hình anh kêu sợ người ta cừ trong cái thời gian mà bà con chúng ta lưu ý về cái vấn đề tưới nước thì chúng ta là hạn chế tưới vào ban đêm thôi chúng ta tưới vào buổi sáng ban ngày để trái chúng ta nó nó phát triển mạnh cũng như là nó không có bị bị nứt nứt trái nha bà con cái trái này cái màu da đó là mấy anh lá anh thấy anh phái rồi cửa đấy là cắt được rồi đó mọi người chúng ta đi thêm nha thì cái vườn này á là chú có mua cái sản phẩm bên công ty đó là nó thật với bà con luôn là có mua cái bộ làm bông đó là mua thằng bông và siêu kích bông thì chú cũng nói rõ ràng là y theo quy trình bên mình hướng dẫn đó là xiết nước rồi xong rồi á, là cũng tưới thằng bông dưới gốc ổng chứ tưới lăng tưới dưới gốc xong rồi phun ở trên lá sau khi lá nó già xong rồi chú phun kích bông là đúng quy trình rồi từ đấy tới giờ bữa ây ưng tới nước bữa ây không đấy mọi người ấy này cũng không có đi nuôi trái nuôi triết gì hết má anh em thấy ổn ngang à, xíu nữa thì anh em sẽ cố gắng là coi ở có video cuối á, thì mình cũng có thể quay một số cái mic để cho mọi người chúng ta mà mình nói về cách làm bông làm bông đồng lọt còn cái vườn này là không có phải vườn điểm nha anh em trái như vậy đấy mọi người thấy tôi rờ rờ mà nó chín nó mốt 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 méo méo nó nứt luôn này chín luôn rồi vườn nó chín hết trơn mà mà có lái nào xuống mua dùm tươi cái mua mít xô cũng được mít chợ cũng được đó, mọi người nè Đấy đổ quét đâu vừa hết nguyên giường luôn ông nào ơi để này ông ấy ông làm được là cho thuê làm rồi bây giờ mình quay trở lại cái chùm mít khác cũng ở trong cái giường này mà mình nói về cái vấn đề làm bông làm trái nha bà con chúng ta đừng có lấy cái vườn này làm điểm nhưng mà mình nói về cái quy trình thôi nha bà con nha cái trái mít mà bên phải là mình có cái sơ đen rồi đấy. đấy hai cái trái mít này là mọi người thấy nè trái sơ đen là trái bên phải đó mọi người cái trái mà cái da nó vàng chặt đấy à, trái đấy là sơ đen chắc cú trên phần trên đấy cái màu da nó vàng và cái các cái đường găng chính giữa kẻ của nó, nó lên xanh còn trái này là trái này là không sơ đen ha còn trái bên cạnh ở trong sát cái thân cây là trái sơ đen đấy thì em đang cầm em quay cái video cho mọi người nên là cũng không có cầm cắt được cho mọi người ha Đó, mọi người trong cái giai đoạn này là quản lý xe đen thì phun cái chống xe đen để hạn hạn chế cái vấn đề sơ đen cộng với phun canh si bo với siêu giáp là ok vườn của bà con sẽ ổn ngang rồi cái giai đoạn mà khi mà nó nở cái cái cửa gà nó nở ra là nó có cái trái mà nhỏ nhỏ như trái bên tay phải đấy rồi, cái trái đấy á, là chúng ta phải cốc tóc chúng ta phun chống sơ đen và đặc biệt là bà con trong cái giai đoạn mà sau khi mà nó mưa thì bà con nhớ là bà con ra rửa bông liền nha bà con tại vì nếu như mưa mà, đang sổ nhị như thế này này đang có bông như thế này mà nó mưa gặp mưa nha đang dày mà gặp mưa thì chúng ta phải ra phun liền cái chống xe đen cộng với siêu giáp và cộng thêm canxi bo nữa thì càng tốt để cho ngăn ngừa cái cái việc mà nước mưa gây axit cũng như là nấm khuẩn nó tấn công trong cái giai đoạn mà trái mít chúng ta vừa sổ nhị xong mà trong cái giai đoạn á lộn vừa mà mở cái cửa gà và đang trong giai đoạn cái cám cám nhỏ 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 cái nổ cái này này đang giai đoạn này là thụ phấn đó bà con đấy giai đoạn này là đang giai đoạn thụ phấn rất là mẫn cảm đối với cái điều kiện bình thường của môi trường của mưa và những cái tác động của côn trùng này nọ thì bà con chúng ta cũng lưu ý ở những cái điểm này để chúng ta quản lý xe đen còn cái vấn đề làm bông đồng lọt lòng trái đồng lọt thì sao mà ông chú cũng làm được như vậy á, thì cái này á, là do ông chú ông tưới cái thằng bông xong ông phun thằng bông khi nó già lá à, nó già lá xong rồi á, là chú phun siêu kích bông là nó ra bông thôi cái cây chúng ta nó phải già và nó nước thì nó phải khô nước xong rồi nó già lá thì chúng ta phun siêu kích bông thì nó sẽ kích cái bông nó mầm ngủ nó ra rồi sau đó thì chúng ta bắt đầu tưới nước lại đi vào quy trình nuôi trái đó làm làm bông thì ok ha cũng chấm tỉa rồi cũng lấy cái <laughs> lấy cái giấy giấy ăn ha rồi cũng chấm vô đàng hoàng ha đó bà con chúng ta nhưng mà cái vườn để thì nó cũng hơi mình nghĩ rằng là chú cũng lớn tuổi và lượng nước thì cũng không đủ và cái thứ hai nữa là là cái kỹ thuật nó cũng chưa tới đó bà con thì quay quay video cho anh em chứ không phải là để câu like để gì hết nha một số cái vườn đẹp thì cũng quay thôi thể theo yêu cầu 500 anh em thì cái vườn này nó hơi xấu xấu thì kể nó quay cho anh em chúng ta coi một chút rồi rút kinh nghiệm và cần về tư vấn kỹ thuật vườn hay là cần hỗ trợ gì bà con kết nối lại đừng có để nó xấu như thế này nữa nha anh em nha rồi bye bye anh em nha bye bye tính kêu anh em bye bye mà quên nữa thôi quay tiếp luôn À, anh em nhớ follow kênh và ủng hộ kênh nha, mình nha bà con bà con cần về tư vấn kỹ thuật cần hỗ trợ về bà con kết nối với mình để mà mình hướng dẫn tư vấn cho bà con những cái giai đoạn mà làm bông làm trái đặc biệt là sắp tới làm bông làm trái rồi thì bà con chúng ta cũng tính được cái mùa nghịch và cái mùa thuận thì giá tháng nào nó nó có giá thì bà con chúng ta cũng lưu ý bên công ty hỗ trợ cho bà con và hỗ trợ tính tính toán cái chi ly chi tiết cho bà con chúng ta còn cái bộ lá nó già như thế này á ơn hoài bà con thấy cái lá nó càng già là phun kích bông nó càng ra đó bà con chúng ta thấy từ xa ha Đấy thấy từ xa bông mà nó ra rất là nhiều lá nó khăn xong là nó già xong là phun kích bông cái là nó ra ầm 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 bông đấy bà con thấy không đấy thì chúng ta phun thằng bông với phun siêu kích bông rồi cái vườn cái này không phun gì nữa đó anh có làm bao nhiêu đấy không à tước nước mà anh không tứ nữa bà con tỷ lệ rau bông này bà con thấy đạt ha phải công nhận cái đáng lời khen với cái này là nếu làm bông là cũng được điểm điểm tám điểm chín á nói chung là điểm 10 á nhưng mà nuôi trái nuôi đồ này, trên vườn thì chắc mới có điểm hai cộng qua chớt lại thì cái này nói thiệt để bà con chúng ta có thể cảm nhận rằng cái vườn này làm bông thì cái điều kiện gì để làm bông để tín hiệu làm bông là cây phải khỏe cái thứ hai đó là chúng ta phun cái cái bộ thằng bông là cho già lá và khi già lá xong đó, là chúng ta phun kích bông là bảo đảm ra đấy giờ đi nuôi trái thôi và bây giờ cái này mà không đi nuôi trái nữa nuôi cái gì nữa trời